Xin chào các bạn nha. Phượng đang đi du lịch ở Tam Cốc Bích Động. Và Tam Cốc Bích Động thì là một địa danh du lịch rất nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình. Tam Cốc Bích Động được biết đến với cái tên gọi như là Vịnh Hạ Long trên cạn. Nhưng do thời gian mình ở Tam Cốc Bích Động không nhiều nên không có thời gian để đi thuyền trên sông Ngô Đồng để đến tham quan Tam Cốc Bích Động. Và đây là một số hình ảnh mà mình quay bằng flycam. Mình đi du lịch vào đầu tháng 6 nên là cánh đồng lúa hai bên họ đã gặt hết rồi, nên các bạn sẽ không được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp màu vàng của cái vựa lúa chín ở đây. Trong video này thì Phượng sẽ giới thiệu với các bạn cái hành trình khám phá Tam Cốc Bích Động của mình bằng xe đạp. Mời các bạn cùng xem video nha. Đường vào này rất là nhiều những cái lơm, mình sẽ cứ gọi là lơm treo bóng đèn đấy, nhà lá đấy. Thế là mọi người sẽ tập trung ở đây để vẽ. Da đỏ rất là nắng, trời nắng quá. Bây giờ là 10 giờ các bạn này, quá luôn đấy. Em ơi, xe đạp kia cho thuê không nhỉ? Thuê quầy mình à? Vâng. Thế chị một cái đồng. Thuê của em ạ. Cầm luôn chị để chị đi thôi. Ok. Còn bây giờ mình sẽ đi xe nhá, đi xe một vòng xem như thế nào. Mình sẽ đi lên cầu phía bên phải kia, đi một tay cầm máy. Hy vọng là không có vấn đề gì. Đi tận đâu đấy ạ? Đây đi ạ, đi sẽ trái ra cổng đấy ạ. Vâng. Nhưng mà ngồi đây cũng hay, để ngồi đây cũng mát này. Gọi đây và gọi đồ uống ra. Mình sẽ đi một vòng nha các bạn ơi. Đấy, mọi người đang đi thuyền ở dưới. Còn mình đạp xe đạp phía trên. Trời hơi nắng. Hoa phượng này. Hoa phượng đỏ rực luôn. Mát. Nắng nhưng mà gió mát. Mình đang ở trong núi mà lại có sông nữa mà. Các bạn ơi, vách núi này. Đây là ăn mòn sâu vào trong. Và còn đây mọi người trồng mướp này. Mình có thể đi qua phía cầu bên kia và đi bộ. À, dắt bộ xe. Không biết là còn đường đi tiếp không hay là chỉ đến cầu thôi. Hoặc là có thể đi cầu sang bên kia đây. Phía bên kia sợ mình không men theo đường được ấy.
chân cầu dừng xe. Mình dắt xe lên cầu. Rồi cầu dốc quá. Đang nghiêng ngả cái máy quay này. Đang ở trên đỉnh cầu. Nước không được sâu lắm nên mình có thể nhìn thấy đáy nữa, các bạn có nhìn thấy không? Rồi đang xuống. Tam Cốc Mountain Lake Homestay. Chắc là mình sẽ đi về đường này. Bạn cháu ơi, bạn đừng không sơn mình nhé. Mình sẽ đặt xe đoạn này xem thế nào. Đi vòng ra đâu đây? Giữa sân cái nhít này. Chú này làm rào chắn hết rồi các bạn. Cái hình bánh xe này. Mặt cõng làm cho mát. Wow, bể bơi. Homestay mà. Đu đủ. Bên này có nhà bể bơi tổ chức tiệc cưới, tiệc gì đó, sự kiện này. Không biết là đi đường này thì có đi đến được cái chỗ điểm thu vé, bán vé vẫn hay không? Mình cảm giác đường nó xấu, vậy có nghĩa là trong này ít khách du lịch đi đến. Điểm mua vé bán vé để lên trên cầu. Lên trên thuyền để đi vào Tam Cốc chứ chậm. Nắng quá, dàn đây thì rất là nắng. Chói mắt luôn. Bây giờ chắc 11 giờ rồi. Này các bạn nhìn mọi người đang cào dê thóc. Đây là điểm chờ mua vé này. Đó, lúc nãy mình đứng ở đây giới thiệu cho các bạn lúc mới đến ấy. Đây là sáng mai mình sẽ đi ở chỗ này. Đây là chỗ mình vừa đi bộ vào đây. Em ấy đang làm món gì đấy? À, để cho chị quay clip cái. Visa trong lò đấy á? Dạ. Mà làm visa trong lò này á hay là visa ở chỗ này? Visa lò đấy. Ơ thế ạ? Lò tầng này á? À thế, giờ đốt lò. Lò bé đấy. Thế lò mình... em, lò em lò to còn đốt được ba cái visa cùng một lúc ấy. Thế đốt bên nào? Visa cho chỗ nào? Đấy. Ra đây tí to. Bọn em đốt cho lửa nó cháy lên xong rồi được than là bọn em uống vào xong bọn em có khay ở trong không? Có cái giá hay là không? Không, bọn em cho nướng thẳng cái nền gạch này luôn. À, nền gạch nóng luôn à? Được. Bọn em nướng là nướng cái nhiệt ở cái nền gạch chứ không phải là nướng ở trên cái than này. Thế bây giờ để vào khay kiểu khay inox có thứ không? Bọn em để thẳng bánh luôn, để bánh luôn à? À đây nghe, đây là bột đúng không? Tắc bột đây đúng không? Đây là bùi. À bùi à? Đốt xong rồi em. Đến nữa chưa chỉ đem món. À bao nhiêu lâu nữa thì được? Tầm tiếng. Nghe là đốt than tiếng nữa cho nóng lò đúng không? Ok, tí là mình xin phép nhé. Đang lửng, đang lang thang đây mà. Hello, em đã về đây, đã đạp một vòng. Qua đây bây giờ mình lại tiếp tục đi với bác Thái. Đi vào trong đền Thái Vị nha. Đền thờ bốn vị vua. Mình đã xem qua như giờ mình quên luôn là thấy vị vua nào rồi. Mà đây có một anh giới thiệu mình cũng quên luôn. Cố Viên Lầu. Hàng cây là họ trồng chắc là vài năm đây nhỉ? Đây là vừa lấy đình vẽ đây à? Đang ở chỗ cây phượng này và có một cái cổng rất là cổ như là Cố Viên Lầu này. Đó. Cố Viên Lầu các bạn. Vùng di sản quần thể văn hóa Tràng An. Này có một cái lục đình để trên cắm cây dím. Anh bảo à? Rồi thế thì mình sẽ cào theo. Hay đây mình có lên dắt xe không? Ai cho đặt xe vào đi nhé. Đây là một ngôi nhà cổ.
Anh nghe kiểu như nhà cổ à anh? Nó nhà cổ hay nhà thờ à? Cố viên lầu, đây là một cái lầu, lầu giữa hồ nước này. Con thì đứng ở xa xa các bạn xem thôi. Đấy, bác Thái bác đi rồi nên mình sẽ lại theo chân bác đi. Mình lạc cái thì mình ngại lắm. Sao lại có cái cổng như thế này? Cổng gỗ này, đá này. Hai bên mình chắc là chết là bật tường phát ra rồi. Khi di sản mình sẽ mình dậu rồi bác đi không mất rồi. Hai. Đây là đường mà vừa họ chờ thuyền. Còn đây rất là nhiều thuyền này. Đấy, đi qua cái cầu nhỏ này. Hồi em học năm thứ hai rồi, em cũng về đây một lần, nhà bạn em nó gần ga Ninh Bình. Mà nói chung là ký ức không nhớ rõ lắm. Nắng hơi có gió mát tí. Bây giờ hàng cầu nó to lên, nó cao lên thì rõ này. Mà trồng hơi muộn nhỉ, giờ mới trồng. Mà trồng trên gạch đá này nữa gì. Tứ Phương Sơn Lũy Phù Quốc Sự. Cửa quán ạ. Các bạn ấy khi đi du lịch đáng lẽ ra mình phải tìm hiểu thật kỹ về cái điểm mình đến. Nhưng mà thực ra đi đột xuất và mình cũng chưa tìm hiểu kỹ được. Mình chỉ xem qua một vài bài viết về các cái địa danh ở Ninh Bình này thôi. Mình cũng chưa thể nhớ được hết. Thế nên mình sẽ quay lại chỗ này nha. Cho đền thờ đây các bạn. Mình sẽ đi vào trong mình một chút. Mình sẽ ghi lại hình ảnh dưới lối cho các bạn xem nha. Đây là những hình ảnh rất là hiếm hoi luôn á. Cái phượng rực này. Có cái bậc thang đi lên chắc là vào hang thờ nào đó. Có ghi hang gì đây mình nhỉ? Thiên Hương Động. Đây động Thiên Hương các bạn. Đây đường đi lên phía này. Đó. Di sản địa chất động Thiên Hương. Ơ thế là bên trong có nữa hay sao mà lại biển ở chỗ này anh nhỉ? Sao biển? Vâng, kia rồi. Hai họ bơi qua đây luôn. Ôi, mọi người mang tận chỗ này để phơi thóc thôi. Chắc gặt luôn, phơi luôn. Ô anh ơi kìa, mai mình lên trên đi kìa. Núi Ngọa Sơn kìa. À Ngọa gì, Ngọa Long. À, hang Múa. Hang Múa phía kia mình, từ hang Múa mình leo lên trên kia kìa. Giờ mới nhìn thấy dòng kia. Máy quay không nhìn rõ, em không mang máy zoom đi. Ôi đoàn này đông quá anh ơi. Ngày mai mình sẽ được ngồi trên thuyền và đi vào qua sông này là sông Ngô Đồng. Mình nhớ má mình đọc này, sông Ngô Đồng này. Ok quên mất rồi. Tổng ọc là mình sẽ đạp xe đi tiếp nhé. Tăng tốc để đuổi theo bác Thái. Quốc mẫu và Trần Thị Đền thờ Quốc mẫu và Trần Thị Dung. Vâng. Ô đau quá. Đau quá lên mới nhìn này. Đường xe thế nào chú? Đây ạ, vâng. À đây này ạ. Có từ thế kỷ 13. À vâng. Năm 1272. Vâng. Thì sau khi vua Trần đi đánh giặc Nguyên Mông từ Thăng Long về đến chỗ quốc lộ 1A của cầu Yên đây. Vâng. Thì ông nhìn vào tay phải thì cánh tay xe ông đang đi đường quốc lộ đấy, ông thấy dãy núi này nó đẹp. Vừa vào cổng. Hát chuông này.